Cô chào cả em. Trước khi cô dạy bài mới thì lời đầu tiên cô chúc cả em đủ sức khỏe. Cả em nhớ mùa dịch này cả em ăn uống đầy đủ chất, ngủ sớm và hạn chế không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết và thực hiện tốt khẩu hiệu 5K. Thì trước khi đi vào bài mới thì bạn nào có thể nhắc lại cho cô ở tiết học trước chúng ta đã học bài gì? À, như vậy ở tiết đầu tiên chúng ta đã học bài cổng trường mở ra. Thì cái bài tập về nhà cô giao các em đã làm chưa? Tất cả các em nhớ đều phải làm và gửi lên nhóm cho cô. Và hôm trước khi cô dạy cái bài cổng trường mở ra thì cái phần dặn dò về nhà cô có dặn cả em là cả em về nhà cả em soạn đọc trước cái bài mẹ tôi và soạn những cái câu hỏi ở phần đọc hiểu và vở. Cả em đã soạn chưa? Chắc cả em có đọc về văn bản mẹ tôi rồi phải không? Như cả em đã biết, việc về mẹ thì có rất là nhiều nhà văn nhà thơ viết về mẹ. Mẹ là một cái nguồn cảm hứng vô tận của thi ca. Cô có nhớ một câu trong cái bài hát đó là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, hoặc một câu ca dao nói về tình cha nghĩa mẹ như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và ở cái bài vừa rồi, trong cái bài cổng trường mở ra, chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái tình cảm của người mẹ dành cho con trong cái văn bản cổng trường mở ra. Đó là một người mẹ như thế nào các em? Rất yêu thương con, quan tâm lo lắng, chăm sóc cho con từng ly từng tí. Thì ở tiết học này, một lần nữa chúng ta lại bắt gặp hình ảnh người mẹ, tình cảm của người mẹ bao la vô bờ bến dành cho con trong cái văn bản mẹ tối của tác giả Edmond Rodin Amici. Bây giờ chúng ta đi vào tiết học mới, đó là tiết 2, văn bản mẹ tôi trích từ những cái tấm lòng cao cả của tác giả Edmond Rodin Amici. Cô mời cả em mở sách vở ra, chúng ta bắt đầu học. Đầu tiên chúng ta đi vào cái phần một lá mã là phần tìm hiểu chung. Một nhỏ, chúng ta tìm hiểu vài nét về tác giả Edmond Rodin Amici. Trên màn hình là cái bức tranh, bức chân dung của nhà văn Edmond Rodin Amici. Bạn nào có thể cung cấp cho cô và các bạn biết một số thông tin về tác giả này? Thì Edmond Rodin Amici sinh năm 1846 và mất năm 1908. Quê của ông là vùng biển Tây Bắc của nước Ý. Ông là nhà văn giàu lòng nhân ái. Ông có một sự nghiệp văn học đồ sộ gồm rất là nhiều thể loại. Ở đây cô có cung cấp cho các em một số thông tin về nhà văn Amici. Các em có thể về nhà đọc thêm tư liệu và tìm hiểu thêm những thông tin khác về nhà văn này. Chúng ta đi qua phần 2 là tác phẩm. Thì trên đây là trên màn hình, đó là cô cho các em thấy cái bức tranh của cái tác phẩm Những Tấm Lòng Cao Cả. Đây là cái tựa đề của cái văn bản, bức tranh vẽ của cái câu chuyện Những Tấm Lòng Cao, những cái tác phẩm trích từ Những cái Tấm Lòng Cao Cả. Đây là cái bìa của cái cuốn Những Tấm Lòng Cao Cả của Edmond Rodin Amici. Bây giờ chúng ta đi qua phần 2 nhỏ, tìm hiểu tác phẩm. Thứ nhất, A nhỏ, tìm hiểu xuất xứ của văn bản. Văn bản này được trích từ văn bản mẹ tôi, được trích trong cái tập truyện Những Tấm Lòng Cao Cả của tác giả. Thì tập truyện này là tập hợp tất cả những cái tác phẩm
của nhà văn Edmundo de Amici. Có rất là nhiều tác phẩm hay, các em có thể, nếu có điều kiện, các em có thể tìm đọc cái tác toàn bộ cái tác phẩm này. Chúng ta đi qua phần B nhỏ là đọc và tìm hiểu chú thích. Thì về phần đọc thì cô có yêu cầu các em đọc trước ở nhà rồi. Văn bản này cũng ngắn. Và các em có thể đọc nhiều lần cho cô và tìm hiểu một số từ khó ở trong sách giáo khoa để chúng ta nắm được cái nội dung của bài. Bây giờ chúng ta đi qua phần C, bố cục. Bạn nào có thể cho biết là bố cục của bài này chia làm mấy phần? Bố cục của bài chia làm hai phần. Vậy phần 1 từ đâu đến đâu? Và nội dung của mỗi phần là gì nữa? Như vậy phần 1 là từ đầu cho đến xúc động vô cùng. Nội dung của phần này đó là lời từ bạch của đứa con. Phần thứ hai là phần còn lại. Nội dung đa chiều của bức thư, lá thư phản ánh tình cảm, thái độ của người cha khi phê phán con và gửi lại trong cậu tình mẫu tử thiêng liêng. Các em có thể ghi nhanh phần này vào vở. Bây giờ chúng ta đi qua phần 2 là mã đọc hiểu văn bản. Bây giờ bạn nào có thể trả lời được câu hỏi, em hãy trình bày lý do người bố viết thư cho Enrico. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, hoàn cảnh người bố viết thư. Nguyên nhân người bố viết thư và mục đích viết thư của bố là gì? Thì như vậy, nguyên nhân để người bố viết bức thư này đó là do con hay là Enrico vô lễ với mẹ. Mục đích viết thư của bố đó là bày tỏ thái độ tình cảm của mình trước hành vi của con, từ đó gửi lại trong con tình mẫu tử thiêng liêng. Tác dụng của lá thư làm cậu bé xúc động vô cùng. Như vậy, các em có nhận xét gì về cái cách mở bài của tác giả? Rõ ràng mình thấy rằng cách mở bài của tác giả hết sức là ngắn gọn, súc tích, mở ra cho Enrico và chúng ta một cách cảm nhận mới, mang đậm cái chất nhân văn về nội dung của văn bản. Bây giờ chúng ta đi qua phần A nhỏ là nội dung bức thư. A nhỏ đi vào nội dung thứ nhất của phần 2, A nhỏ, tình cảm, thái độ và lời nhắn nhủ của bố dành cho Enrico. Đây là một số gợi ý để chúng ta trả lời cho cái phần nội dung A. Thứ nhất, lời tâm tình của bố. Enrico của bố à, bố rất yêu con là niềm hy vọng tha thiết nhất của đời bố. Sự hồn lạc của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. Yêu cầu của bố hay là thái độ của bố. Việc như thế con không bao giờ được tái phạm nữa. Con phải xin lỗi mẹ, xin mẹ hôn con. Thà bố không có con còn hơn con bội bạc với mẹ. Con đừng hôn bố. Ba, lời nhắn nhủ của bố. Enrico này, có hề nhớ rằng tình yêu thương kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp đến tình yêu thương đó. Như vậy trên màn hình cô có vẽ sẵn một cái bảng chia làm hai phần. Phần thứ nhất là chi tiết về thái độ, tâm trạng, tình cảm của người bố đối với Enrico, và từ đó chúng ta nhận xét về
À, người bố Enrico là người như thế nào? Chúng ta tìm được một số chi tiết như sau trong cái văn bản mà chúng ta đã đọc. Thứ nhất, sự hồn lão của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. Bố không thể nén được cơn tức giận. Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Thật nhục nhã và xấu hổ. Thà rằng bố không có con còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ. Con hãy cầu xin mẹ hôn con. Thôi, trong một thời gian dài con đừng hôn bố. Như vậy từ những chi tiết này cho chúng ta thấy rằng là gì? À, ở đây tác giả, những cái chi tiết này thể hiện cái thái độ của tác giả, của người bố đây là gì? Đó là sự cảnh cáo nghiêm khắc, giáo dục khéo léo tế nhị. Ngoài ra còn bộc lộ được cái tâm trạng buồn khổ tức giận của người bố, và qua đó thể hiện được tình yêu thương con. Từ những cái chi tiết này cho chúng ta thấy rằng Enrico có một người cha mẫu mực sâu sắc, thấu hiểu đạo lý, yêu thương con và trân trọng vợ. Kèm ghi nhanh cái phần này vào vở. Bây giờ các em hãy đọc cho cô, đọc đoạn văn sau và chú ý những cụm từ được gạch chân. Qua đó hãy cho biết em cảm nhận được những nét đẹp gì trong phẩm chất của người mẹ Enrico. Bố nhớ cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi, trong chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con đi. Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn. Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con. Kém chú ý cho cô những cái cụm từ được gạch chân, như là thức suốt đêm, quằn quại, khóc nức nở, sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, đi ăn xin để nuôi con, hy sinh tính mạng để cứu sống con. Kẻ mà có cuốn sách của mình ở trước mặt, kẻ có thể lấy bút chì để gạch chân vào những gạch chân những cái từ này cho cô. Kẻ lưu ý cho cô, khi cô yêu cầu kẻ gạch chân vào đúng sách, cả em chỉ được sử dụng bút chì, không được sử dụng bút mực. Bây giờ chúng ta đi qua phần B là hình ảnh người mẹ. Như vậy rõ ràng qua những cái chi tiết và những cái cụm từ mà chúng ta đã gạch chân thì các em có cảm nhận như thế nào về người mẹ? Mẹ Enrico là người như thế nào các em? Như vậy qua những cái hình ảnh chi tiết mà chúng ta vừa tìm hiểu thì rõ ràng mình thấy rằng mẹ Enrico là một người yêu thương con sâu sắc, là người giàu đức hy sinh và hết lòng tận tụy vì con, là một người mẹ dịu dàng và hiền hậu. Như vậy, rõ ràng mình thấy rằng mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con suốt cả cuộc đời. Nên ở đây, con sẽ phải dây dứt cả đời nếu lỡ một lần làm lòng mẹ đau đớn. Các em ghi phần này vào vở nhé. Qua những chi tiết này cho thấy rằng mẹ Enrico là một người có phẩm chất cao đẹp, xứng đáng được tôn thờ và kính trọng.
Theo em, ý nào dưới đây đúng cho câu hỏi? Tại sao người bố không trực tiếp bày tỏ suy nghĩ thái độ của mình với con mà lại viết thư? Cách bày tỏ ấy có tác dụng gì đối với cậu bé? A. Vì bố ở xa không về tâm sự trực tiếp được. B. Nhằm cảnh cáo con về hành động thiếu lễ độ với mẹ trước mặt cô giáo. C. Vừa bày tỏ được thái độ nghiêm khắc, tình phụ tử sâu sắc, vừa thể hiện cách giáo dục con tinh tế, kín đáo của bố mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu bé. Như vậy rõ ràng ở đây gì? Chúng ta chọn ý nào đấy? A, B hay C đấy? À, rõ ràng chúng ta sẽ chọn được là ý C là đúng. Bây giờ theo em, điều gì khiến Enrico xúc động khi đọc thư của bố? A. Vì bố gửi lại kỷ niệm giữa mẹ và Enrico. B. Vì Enrico sợ bố. C. Vì thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố. D. Vì những lời nói rất chân tình và sâu sắc của bố. E. Vì Enrico thấy xấu hổ. Các em đọc kỹ lại và các em chọn cho cô nào. Những ý nào gì đây nào? Như vậy là ý A, ý C và ý D. Chúng ta qua C, hình ảnh đứa con. Như vậy, từ những cái chi tiết chúng ta vừa tìm hiểu và trả lời một số câu hỏi vừa rồi, thì các em có nhận xét gì về Enrico hay là hình ảnh đứa con trong văn bản đấy? Enrico là một cậu bé còn bồng bột nhưng mà hiếu thảo. Cậu bé biết nhận ra lỗi lầm của mình và đồng thời là một người có tấm lòng hướng thiện. Có câu hỏi tiếp theo. Tại sao nội dung văn bản là bức thư người bố gửi cho con nhưng nhan đề lại lấy tên là mẹ tôi? Kém suy nghĩ thử xem này, bạn nào có thể trả lời được. Tại sao văn bản lại lấy nhan đề là mẹ tôi? Tác giả lấy nhan đề mẹ tôi vì hình ảnh người mẹ được kể qua lời của người bố cũng là nhân vật trung tâm mà người bố muốn nói tới. Rõ ràng mình thấy rằng trong văn bản này, hình ảnh người mẹ đó là hình ảnh trung tâm. Từ đó thể hiện sâu sắc tình cảm và thái độ trân trọng của bố dành cho mẹ. Kèm ghi cho cô ý nghĩa nhan đề bức thư. Đấy là nhật ký của Enrico, hợp với hình tượng trung tâm của văn bản người mẹ, thể hiện sâu sắc tình cảm và thái độ trân trọng của bố dành cho mẹ, tăng tính khách quan cho lời tâm tình của người kể, của bố cho sự việc và hình tượng được nói đến đây là mẹ. Đây là một số ý nghĩa của nhan đề bức thư, các em có thể ghi vào vở. Cô đọc lại một số ý nghĩa của nhan đề bức thư. Thứ nhất, đây là nhật ký của Enrico. Thứ hai, hợp với hình tượng trung tâm của văn bản người mẹ. Thứ ba, thể hiện sâu sắc tình cảm và thái độ trân trọng của bố dành cho mẹ. Thứ tư, tăng tính khách quan cho lời tâm tình của người kể. Ở đây là người bố và cho sự việc và hình tượng được nói đến đây là mẹ. Từ đó đề cao hình tượng người mẹ. Chúng ta qua phần 3, ý nghĩa của văn bản. Người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người. Cô đọc lại cái ý nghĩa của văn bản. Người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Hai, tình thương yêu kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.
Cuối cùng chúng ta đi qua phần 3 là mã, là phần tổng kết. Chúng ta đi vào tổng kết một vài giá trị đặc sắc về nghệ thuật cũng như nội dung. Phần thứ nhất là giá trị nghệ thuật. Nghệ thuật, giá trị thứ nhất là hình thức diễn đạt độc đáo, giàu tính biểu cảm. 2. Sử dụng từ ngữ linh hoạt, giàu sức gợi. 3. Giọng văn tha thiết nhưng nghiêm nghị, giúp bộc lộ thái độ yếu ghét rõ ràng của bố. Về giá trị nội dung, mẹ tôi là bài ca tuyệt đẹp, ca người vẻ đẹp cao cả, giàu đức hy sinh của người mẹ, vẻ đẹp mẫu mực của người cha và cho ta bài học sâu sắc về đạo làm con. Về phần giá trị nghệ thuật và nội dung thì có phần ghi nhớ của văn bản, các em có thể về nhà học phần ghi nhớ trong sách giáo khoa cho cô. Ghi nhớ sách giáo khoa trang. Bây giờ chúng ta đi qua phần củng cố. Chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức trọng tâm của bài chúng ta vừa học. Bây giờ có một số câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: vì sao bố viết thư cho Enrico? A. Vì muốn động viên Enrico cố gắng học tập. B. Vì muốn trò chuyện tâm tình về tương lai của con. C. Để cảnh cáo con về hành động thiếu lễ độ với mẹ trước mặt cô giáo. Như vậy chúng ta sẽ chọn ý nào, A, B hay C? Ý nào là đúng? Rõ ràng nhìn vào đây chúng ta sẽ chọn được ý C. À, còn thêm một ý D nữa, đó là nhằm phê bình nghiêm khắc về sự lười học của con. Nhưng ở đây chúng ta sẽ chọn ý C là đúng. Để cảnh cáo con về hành động thiếu lễ độ với mẹ trước mặt cô giáo. Chúng ta cho qua câu hỏi 2. Mẹ của Enrico là người thế nào? A. Sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn. B. Có thể đi ăn xin để nuôi con. C. Có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con. Và D. Tất cả những phẩm chất trên. Như vậy, nhìn vào A, B, C, D, rõ ràng chúng ta thấy rằng phẩm chất A cũng có, B cũng có và C cũng có. Vậy chúng ta chọn lấy gì? Ý D, đó là tất cả những phẩm chất trên. Chúng ta qua câu hỏi thứ 3. Tác giả Edmundo de Amici là người nước nào? A, Nga. B, Ý. C, Pháp. Và D là Anh. Như vậy chúng ta chọn là B, là nước Ý. Nhà văn của nước Ý. Phần thứ tư, chúng ta qua phần luyện tập. Bài tập như sau. Em biết được những câu ca dao bài hát nào người ca tấm lòng cha mẹ dành cho con cái dành cho cha mẹ. Hãy sưu tầm ít nhất 10 câu ca dao và ghi vào vở. Hoặc có thể tập hát một vài bài về mẹ. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho cả em một số những câu ca dao nói về tình mẹ. Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ước mẹ nằm bên rảo con lăn. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn á, ngọn gió của con suốt đời. Mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tội viếng với đàn già con. Mẹ già như trái chín cây, gió đưa mẹ rùng biết ngày nào đây. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Mẹ đi quậy gánh trên vai, mẹ về quậy cả tương lai con về. Biển đời bảo tổ gian nan, mẹ là bến đỗ bình an con về. Dẫu con đi khắp muôn phương, không gì sánh được tình thương mẹ hiền. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Từng tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha cha chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Để một mai khi rỡ cảnh hoa hồng, không tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Như vậy vừa rồi cô đã cung cấp cho các em một số những cái câu ca dao, ca ngợi về tình mẫu tử, về tình mẹ đối với con. Các em có thể về nhà, các em sưu tầm thêm trên sách vở, sách báo hoặc là trên mạng, trên các phương tiện thông tin
một số những cái câu ca dao ca ngợi về tình mẹ có rất là nhiều. Các em sưu tầm và các em có thể ghi vào vở và các em chụp cái bài đó để nộp lên nhóm cho cô. Phần thứ cuối cùng là hướng dẫn học và soạn bài ở nhà. Các em về nhà làm cho cô bài tập số 2 sách giáo khoa trang 12. Các em có thể làm một bài thơ 5 chữ về người mẹ. Hãy đọc và soạn cái bài cho tiết tiếp theo, đó là cuộc chia tay của những con búp bê. Thì bài này chúng ta sẽ học trong vòng 2 tiết, tiết 3 và tiết 4. Ở bài này các em lưu ý cho cô, về nhà các em đọc trước cái văn bản nhiều lần cho cô và trả lời hết tất cả những câu hỏi ở phần đọc hiểu văn bản. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các em, chúc các em học giỏi, chúc các em luôn mạnh khỏe. Và chúc các em luôn mạnh khỏe để học tập tốt. Chào các em.